Kỳ lạ, xây nhà trên cầu cao chót vót, không dành cho người yếu bóng vía. Xây nhà trên mặt đất thì là điều hết sức bình thường, nhưng xây nhà trên cầu cao như này thì có lẽ là độc nhất vô nhị. Một đoạn clip khiến người xem nổi da gà, chóng mặt khi thấy rất nhiều ngôi nhà được xây dựng trên một cây cầu bắc qua sông. Mới nhìn qua, nhiều cư dân mạng cứ ngỡ mình bị hoa mắt nhìn nhầm, nghĩ là tranh vẽ 3D. Nhưng nhìn kỹ thì thấy có người qua lại, và đó là những ngôi nhà thật chứ không phải tranh vẽ. Theo đó, những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ của các ngôi làng ở phương Tây. Có cổng chào đón khách, ở trên cổng có bức tượng Đức Chúa Giê-xu, ở dưới có sông nước, xung quanh là núi đồi hùng vĩ. Kiểu này mà nằm ngủ ở trên đó là thăng thiên lúc nào cũng không có hay. Nhiều bình luận của cư dân mạng để lại sau khi xem ngôi làng có 102 này, nhà có view triệu đô luôn. Chỉ là ở được trên nhà đó là phải có tinh thần thép, chứ yếu bóng vía và sợ độ cao như mình thì xin thua. Tự dưng được tới địa ngục chỉ cách có một bước chân thôi à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.